Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 14 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song toàn ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa đã nỗ lực cố gắng duy trì ổn định hoạt động và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trên tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện với 11 nhiệm vụ hoàn thành và vượt mức là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện. 100% cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn, duy trì phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở đạt tỷ lệ cao. Học sinh thi đỗ vào các trường công lập, trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, đại học cao đẳng đạt tỷ lệ cao. Toàn thành phố hiện có 134 trên 159 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 84%. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực theo định hướng phát triển năng lực học sinh, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng mũi nhọn, tăng cường thu hút các nguồn lực từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để đầu tư cho giáo dục và đào tạo, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.